Chào các bạn, mình là Hoàng Anh và mình tới từ dự án robot cho mọi người. Đây là một sản phẩm của mình. Nó đã từng giúp cho rất nhiều bạn học sinh học được những cái kỹ thuật về lập trình, điều khiển. Có thể một số bạn biết về kênh YouTube của mình thì các bạn đã từng học những bài học của mình và đôi khi được tiếp xúc với một vài bộ phận trên con robot này. Thì mình hy vọng rằng đến với Startup Wheel thì trong tương lai ngắn thôi, mình có thể có thời gian, vốn đầu tư để mình đưa ra những cái sản phẩm robot, phát triển những cái bộ kit robot, không chỉ nằm ở việc là cánh tay robot, điều khiển xe mà hơn nữa là mình có thể phát triển đến những cái dạng mẫu robot nó có thể phục vụ gần hơn với cuộc sống con người, ví dụ như là những robot nhẹ, robot hình người để mà tổ chức các cuộc chơi cho các em nhỏ, để qua những cái cuộc chơi như một thi đấu với các em học sinh, các bạn có cơ hội tự học tài giảng của mình và nắm dần những cái công nghệ về điều khiển tự động cho để mà hy vọng là trong tương lai thì các em có thể hoàn toàn tự phát triển những cái mẫu robot của mình. Và những cái con robot sẽ nhanh nhả, không những là chỉ ở trong nhà máy mà sẽ là trường học, bệnh viện hay là tất cả những thứ xung quanh chúng ta. Và những cái thế hệ robot đó được phát triển bởi chính các em học sinh, mà mục tiêu là mình hướng tới là các bạn học sinh đang đi học khoảng từ 10 đến 16 tuổi.